Kính chào quý vị khán giả. Tỷ giá đô la Mỹ trong khoảng 2 tuần trở lại đây liên tục dậy sóng đã có những tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp có khoản vay bằng đô la Mỹ. Theo tính toán của tờ Người Lao động thì giá giao dịch đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại so với đầu năm đã tăng 350 đồng một đô la, tương đương vào khoảng 1,53%. Với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì biến động tỷ giá càng lớn thì càng làm rõ hơn hai thái cực được và mất. Trả lời tờ Thời báo Kinh doanh thì đại diện Hiệp hội Dệt may tỏ ra khá phấn khởi khi cho biết tỷ giá tăng cao đang hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp. Rất nhiều đơn vị trong ngành này có nguồn thu 100% là đô la Mỹ, trong khi đó chi phí nguyên liệu đầu vào cũng đang có lợi khi mà đồng nhân dân tệ đang giảm giá. Cùng lạc quan như ngành dệt may là ngành thủy sản, đại diện VASEP thì cho hay doanh nghiệp xuất khẩu tôm vào Nhật, thị trường lớn thứ hai của ngành này cũng đang có lợi nhuận cao. Ước tính trong tháng 6 thì nhiều doanh nghiệp tăng lời gấp đôi so với tháng trước. Âu cũng là nhờ đồng đô la Mỹ tăng giá. Ở chiều ngược lại, dĩ nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu thì lại không thích điều này. Như giám đốc một doanh nghiệp nhập khẩu thuộc ngành thuốc bảo vệ thực vật thì cho biết là theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp này thì có thể thiệt hại khoảng 200 triệu đồng cho một đơn hàng trị giá 800.000 đô vừa mới nhập về do chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó lại không thể tăng giá nên coi như là lợi nhuận tháng 6 vừa qua là bằng không. Dù hoàn cảnh hiện giờ là người khóc người cười nhưng mà chính các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì cũng kể cả doanh nghiệp xuất khẩu thì cũng đang có lời nhờ tỷ giá thì cũng hiểu được rằng đó chỉ là niềm vui trong ngắn hạn, bởi vì lâu dài thì khách hàng ắt sẽ điều chỉnh đơn giá theo tỷ giá mới. Do đó chính các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đang cần một tỷ giá chỉ biến động trong biên độ nhất định chứ không tăng giảm quá mạnh. Và thông điệp chiều qua của Ngân hàng Nhà nước dường như cũng là để trấn an các doanh nghiệp theo hướng này. Cụ thể, đại diện Ngân hàng Nhà nước thì cho biết tín dụng ngoại tệ hiện đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, nhưng kỳ hạn là vốn vay ngoại tệ chủ yếu cũng chỉ là ngắn hạn, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên nhằm đáp ứng các nhu cầu mua nguyên vật liệu cho hàng nhập khẩu. Đại diện Ngân hàng Nhà nước thì chiều qua cũng khẳng định là nếu cần thiết thì cơ quan này sẵn sàng bán ngoại tệ ra thị trường với tỷ giá thấp hơn tỷ giá niêm yết hiện nay để bình ổn. Các chuyên gia cũng đánh giá đây là một động thái khả thi khi mà lượng dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước hiện vào khoảng 63 đến 63 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên thì dù là gì thì cũng cần những tính toán sớm, bởi quý 3 và quý 4 thường là mùa cao điểm của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nếu biến động tỷ giá vẫn như hiện nay thì sẽ rất khó để các doanh nghiệp lựa chọn đồng tiền thanh toán giao dịch cho các hợp đồng của mình.